Bàn số 1, dự án kinh doanh, xin ý cần có đến bằng 1. Mình chia 2 vế cho căn A mình, B mình. Đó chính là căn 2. Vậy ra là xin quý cần kinh doanh 4 bằng xin kinh doanh 4. Áp dụng xin lô bằng xin V, dạ ra. Sao cái giá trị? Ý hàng lành. Rồi. Bài B đủ ra đây. Bài B này không phải là chuyện đẳng cấp. Không phải là chuyện đẳng cấp cho nên vì ở đây, cái chỗ này là bậc 2 này. Cái này bậc 1. Không phải là chuyện đẳng cấp. Này có nhiều đứa là giả thi kiểu là chia hai lấy cái khối tình nó sẽ không ra đó. Bài này có thể giả thi đúng kiểu là đặt người chung nhóm nào xong rồi đưa về diện tích. Ngoài cách đó ra còn có một cách đó là đặt t bằng sinus trừ cosinus, giải phương trình theo kiểu là dạng đối xứng. Bình phương lên t bằng sin trừ cos thì bình phương lên nó sẽ xuất hiện sin nhân cos. Nhưng mà cái cách này là ngắn nhất. Rồi. Bài số 3. Gọi AB là hai số nguyên dương. Là cái số nguyên dương gồm hai chỉ số của biển. Ở đây là tập hợp. Tập hợp này là tập hợp gì? M. Từ 1 đến 7 luôn. AB là hai số nguyên dương thành lập từ cái tập hợp M có hai những chỉ số phân biệt. Như vậy là số cách thành lập ra AB chính là số cách chọn hai phần tử vào hai vị trí, tức là A27, đúng rồi. Sau đó là gọi A là biến cố tạo số lập hành, đó là số lĩ. Muốn cho số lĩ thì cái số tạm cùng phải là lĩ, tức là V phải lĩ một cách. Vậy khi đó A khác B thì chỉ còn lại là số cách thôi. Vậy N A bằng cái này. Thì đó số cách chọn xác suất sẽ là nhân viên như ông nghe. N A chia N omega bằng 4/7. Bài số 4 thì mình phải đi giải cái gì này ra. Nhớ là điều kiện N lớn bằng 2. N là số tự nhiên. Giải được hai cái gì n là 12 trừ 1, thay vào cái khai triển nó là 1/2 nhân x trừ 3 thì mũ n nó bằng 1/2 nhân x trừ 3 mũ 12. Áp dụng công thức xoay bằng sigma k chạy từ 0 đến 12 c k 12 nhân trừ 3 mũ 12 trừ k nhân 1/7 mũ k. Vì số hạng chuyến của 7 cho nên là k bằng 7. Và k bằng 7 cho nên là thay vào số hạng nha, thay vào số hạng. Vậy số hạng đầu tiên là C7 12 nhân trừ 3 5 nhân 1/2 7. Cái này có thể viết lại là bằng như tiếp này: trừ 3 5 chia cho 2/7 C7 12 nhân trừ x 7. Sửa lại. Rồi tập trung lên bài số 2.
Thì lớp này có 10 phút, có 30 học sinh. Chia ra làm 4 tổ. Trong đó tổ 1 có 6 học sinh. Tổ 2 có 7 học sinh. Tổ 3 có 8 học sinh. Tổ 4 có 9 học sinh. Tổng cộng là tổ 30 chưa? Bây giờ chọn ra 10 em, chọn ra 10 học sinh. Chọn ra 10 học sinh, yêu cầu là mỗi tổ như vậy là có ít nhất một học sinh. Mỗi tổ ít nhất một học sinh. Hiểu cách khác đó là mỗi tổ đều có mặt trong đó, tức là trong 10 học sinh này có đầy đủ 4 tổ, có đầy đủ học sinh 4 tổ, tức là mỗi tổ góp vào ít nhất là một đứa. Như vậy thì cái phần bù của nó, biến cố đối của nó là trong 10 học sinh sẽ không đầy đủ, không đầy đủ 4 tổ. Đúng không? Ổn không? Nói lại nha, mỗi học sinh có ít nhất một em trong này, mỗi tổ có ít nhất một em trong 10 em. Mỗi tổ ít nhất một, tức là trong 10 em đó có đầy đủ 4 tổ trong đó. Thì phần đối, phần bù sẽ là trong 10 em không có đầy đủ 4 tổ. Vậy thì đây là đầy đủ 4 tổ này. Vậy trong 10 em không đầy đủ 4 tổ thì còn lại là mấy tổ? Chỉ có 3 tổ thôi. Đúng 3 tổ. Chỉ có đúng 3 tổ thôi. Hoặc là 2 tổ. Hoặc là 1 tổ. Nhưng không bao giờ có cái chuyện chỉ có 1 tổ. Đúng không? Không bao giờ có cái chuyện là chỉ có 1 tổ. À. Vậy thì bây giờ khi mà bây giờ thầy chọn ra 10 em học sinh mà trong đó có chứa 3 tổ, có chứa 3 tổ, ví dụ như là có tổ 1, tổ 2 và tổ 3, không có tổ 4, chọn ra 10 học sinh từ trong 3 cái tổ này mà không có tổ 4, thế thì trong cái 10 học sinh đó chọn ra trong 3 tổ này, nó có chứa cái trường hợp, nó có chứa cái trường hợp là có 2 tổ. Nó có chứa trường hợp có 2 tổ, chỉ có 2 tổ. Cho nên là ở đây thầy phân ra 2 trường hợp là đầy đủ 4 tổ, và trường hợp thứ 2 là không đầy đủ 4 tổ. Không đầy đủ 4 tổ.
mà không đầy đủ bốn tổ, tức là có ba tổ hoặc có hai tổ đó. Như vậy thì bây giờ chọn 10 học sinh trong ba cái tổ đầu không có tổ bốn, là nó đã chứa luôn trường hợp chỉ có hai tổ một hai, chỉ có hai tổ hai ba, hoặc chỉ có hai tổ một ba. Đây là chứa luôn cái trường hợp là có hai tổ đó. Vậy đầu tiên nha, chọn 10 học sinh mà không có tổ bốn. Chọn ra 10 học sinh mà không có tổ bốn. Đó là gì? C10 gì? 21. Đúng không? Tiếp tục chọn 10 học sinh không có tổ 3. Không có tổ 4 thì là còn lại 21. Chọn 10 học sinh không có tổ 3 sẽ 10, 22. Tiếp tục chọn 10 học sinh không có tổ 2 không có tổ 2 sẽ 10, 23. Cuối cùng chọn 10 học sinh không có tổ 1 sẽ 10, 24. Tiếp tục nhìn lên, nó vẫn còn rối lắm, còn rất rối. Đây ở đó này, ví dụ mà không có tổ 4, không có tổ 4 là tổ 1, 2, 3, tổ 1, 2, 3 thì trong cái trường hợp đó nó đã tính trường hợp chỉ có tổ 1 và tổ 2. Chỉ có tổ 1 và tổ 2. Rồi cái trường hợp mà không có tổ 3, không có tổ 3 là 1, 2 và 4 thì nó vẫn tính tiếp một lần nữa là cái trường hợp chỉ có tổ 1 và tổ 2. Cho nên cái trường hợp mà 10 đứa mà chỉ có tổ 1 và tổ 2 bị cộng lên 2 lần. Tương tự như vậy, trường hợp mà chỉ có 10 đứa tổ 1 và tổ 3 cũng được cộng lên 2 lần. Chỉ có tổ 1 và tổ 4 cũng bị cộng lên 2 lần. Đó, bây giờ thấy cái sự nâng ngấu chưa? Đây là tổ 1 này. Đây là tổ 2. Đây là tổ 3. Được chưa? Và đây là tổ 4. Rồi, cái trường hợp chỉ có tổ 1, tổ 2 và tổ 4. Có tổ 1, tổ 2 và tổ 4. Không có tổ 3. Không có tổ 3. Thì cái trường hợp này, cái thằng này nó đã được tính rồi. Cái thằng này chỉ có tổ 1 và tổ 2. Nó được tính rồi. Rồi đến cái trường hợp không có tổ 4, gồm 3 tổ, tổ 1, tổ 2 và tổ 3.
thì cái thằng này lại được tính thêm một lần nữa. Cho nên nó dư một lần. Cho nên em phải trừ đi một lần chỉ có 10 đứa tổ 1 và tổ 2. Đó. Như vậy thì trong trường hợp không có tổ 4, tức là bao gồm 1, 2, 3. Không có tổ 3, tức là bao gồm 1, 2, 4. Không có tổ 2, tức là bao gồm 1, 3, 4. Không có tổ 1, tức là bao gồm 2, 3, 4. Đó thì chưa? Thằng 1, 2 nó được tính 2 lần. Thằng 1, 3 cũng được tính 2 lần. Thằng 1, 4 cũng được tính 2 lần. Thằng 3, 4 cũng được tính 2 lần. Thằng 2, 3 cũng được tính 2 lần. Và thằng 2, 4 cũng được tính 2 lần. Mỗi thằng như vậy đều được tính 2 lần. Cho nên cái số cách mà chọn ra 10 học sinh trong đó không đầy đủ 4 tổ sẽ là lấy cái tổng số này nè, trừ đi cái số lần bị trùng, trừ đi số lần bị trùng ở cái chuyện là chỉ có đúng 2 tổ đó. Vậy suy ra ha, qua này nha. Số cách chọn mười học sinh mà chỉ có đúng 2 tổ trong 4 tổ đó, thì đi đến cái số cách mà chỉ có đúng 2 tổ trong 4 tổ thì bao gồm là tổ 1, 2 là C10 gì? C10 13. Rồi tổ 1, 3 C10 gì? 14. Rồi tổ 1, 4 C10 gì? 15. Rồi tổ 2, 3 C10, 15. Rồi tổ 2, 4 C10 16. Và tổ 3, 4 C10 17. Đó. Vậy thì cái số cách mà chọn ra 10 em học sinh mà chỉ có không có đủ 4 tổ sẽ là lấy 4 trường hợp này cộng lại trừ đi con số này, trừ đi con số này. Vậy cho nên số cách chọn số cách chọn 10 học sinh có đầy đủ 4 tổ, hay nói cách khác là mỗi tổ sao có ít nhất 1, mỗi tổ là có ít nhất 1 học sinh. Đó là lấy con số C gì nữa, đúng rồi, C10, 30. Em trừ đi cái con số mà không đầy đủ 4 tổ, đó là cái số này trừ cho số này. Đó, tức là trừ cho con số là C10, 21 cộng C10, 22 cộng C10, 23 cộng C10, 24. Trừ đi, trừ đi cái dãy này nè, cái dãy này là dãy A đi, trừ đi A. Đó, thì ghi gọn lại đi nha, trừ đi A. Đây là cái số cách chọn ra 10 đứa mà không đầy đủ 4 tổ. Rồi mấy đứa tự bấm nha, A là cái số này, ghi lại nó dài quá. Okay, một số nào.
25 triệu 975 ngàn. Xem
AG chứa trong XMAG, BC cũng chứa trong XBC. Vậy suy ra được là giao lý của hai mặt phẳng sẽ là cái đường MX. MX này song song với AG và BC. Được chưa? Kể cái đường MX ra nha. Rồi câu B. Câu B là chứng minh MN song song với mặt phẳng ABC, song song với mặt phẳng ABCD. Này đơn giản đúng không? Mình thấy là MN song song với cạnh nào? Mình ra đó này và là song song với BG, đúng không? Dùng cái tỷ lệ này thôi. Trong tam giác XBG thì X mà cho nên B là bằng xn trên xj và đều bằng 3/4. Do đó là suy ra mn song song với bg, bg thì chứa trong abcd, mà là không chứa trong ABCD. Từ đó suy ra mà là song song với ABCD.